Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại vườn mai của anh Bang tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô mai ha. Thì trước mắt em thì bên nhà vườn mình giao lưu với chúng ta là hai lô mai ghép ha. Một loại là 80, một loại là 120. Thì cái này là bên nhà vườn mình bán giá sô tại vườn nha cả nhà, không có ship lẻ nha cả nhà, không ship lẻ. Dù cả nhà mình mua được thì thích cái lô nào thì lấy lô đó thôi. Thì cái hàng nào 80 anh ba? Như những hàng như vậy là 80.000 cây. Này ghép dảo Thủ Đức ha. Dảo Thủ Đức thì cái hàng như này ghép cũng ít gì cũng hai mùa ha. Hai mùa mấy rồi? Hai mùa mấy rồi ha. Là cái này là 80.000 cây, số lượng bao nhiêu cây anh? Cái này là 500 cây. 500 cây ha, 80.000 cây. 500 cây cho lửa là 40. Bỏ ra 100. Là sao? Là cái lô này là 500 cây, là lửa ra được lửa 400 ha. Ví dụ như mà giờ người ta cần mua số ít thì ví dụ như thì lấy clip ha. Nhưng một clip vậy cũng có cho lửa không? Ví dụ như clip. Đó thì clip ví dụ mình bỏ ra bao nhiêu vậy ha. Rồi cái lô này 80 đây hả? Tính ra cây mai giờ dễ chơi quá ha. Anh cầm em đang em quay cho dễ cái anh rồi. Ờ. Nhà coi ha, củ đế nè. Chẳng gì thì 80.000 cây thì khá dễ chơi ha, cô chú anh chị mua đi bán lại cũng ngon nữa. 80.000 à. Thì mình đến mình xem cũng dễ thôi nha, tại vì đây cũng cặp lộ nè. Nói nào ngay thì cái vườn của anh Bang thì nằm ở trong hẻm ha, nên có đem ra ngoài cho tiện mua bán thôi, chứ cái giá thì thấy cũng rất là dễ chịu ha. 80.000 cây thì hầu như ai mua cũng được ha, ai mua cũng được. Này mình mua đi bán lại cũng rất là ok luôn. Cái lô bên kia là 120 ha. Thì cái này đa phần dảo Thủ Đức ha, có bên này thì có theo như em thấy có như con số cúc ha anh Bang. Cúc có con cây ạ. Đây mấy này cũng cúc nè. Cũng này nhiều anh này. Con cây ở đây. Cũng sơ nãy giờ em thấy cũng mấy chục cây nở đó bông nè. Nè mấy lá này cúc không nè. Thì cái này là 120.000 cây ha. Đâu anh bưng giùm em thử cây cúc nè. Đó cúc ha. Đó thì có đế hết nha cả nhà. Đó cô chú chị mình thấy có đế hết ha. Thì do bữa nay cái mic em hết pin đó cả nhà, nên em nói thì không có xài mic, thì cả nhà có hay có tiếng ồn á, cô chú chị gắn nghe giùm em nha. Nay đi quay hết công sức luôn rồi. Cái loại này là mình có bao nhiêu cây ha anh Bang? Này 330 cây. 330 cây. Ừ, nếu mà lấy clip thì lấy một clip và lấy clip là 165 cây. 165 cây. Dạ. Đây là cô chú anh chị coi cái nụ nó nè. Cái dòng cúc này thì nó nụ dữ lắm, nụ. Nó đủ cái tuổi, nó nụ ngon lành lắm ha. Con này có chỉnh sửa hết ha. Ghép thì tầm khoảng 2 mùa rưỡi rồi đó. 2 mùa gì chơi thôi, chứ sửa thôi. Dạ. Quá trời. Đó, tàn vậy ha. Tàn tố thì nói chung ok ha. Nó liền gốc hết này, cái gốc bự hơn tay cái nha. Thì gồm có như em thấy là gồm có dảo Thủ Đức với cúc Trân Châu ha. Thì chỉ hai loại thôi. Thì bên này cũng có số cũng được vài chục cây cúc mà. Một loại 80, loại 120, trong này của mình luôn không anh? Nhưng mà cái đó thầy khê cây bỏ ra bên. Nhỏ hơn sao? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn hả? Chứ cái đó cúc nhiều á. Cúc đó cúc nhiều lắm. Quên đó cúc á. Cái đó cúc không anh? Như vậy là bán nhiêu cây, miễn ta mua bán nhiêu cây? Thì đó nếu mà cần thì gọi điện. Gọi điện á. À, coi như là này giặt ra hay sao? Cái này giặt ra, nói chung là nếu bán cái này chắc rẻ hơn cái này. Cái này chắc cũng vài chục ngàn cây gì ha. Vài chục ngàn thôi. Đó thì này cúc Trân Châu không cả nhà, cô chú anh chị. Mà nụ nút dữ lắm nha. Đó, nụ nút dữ lắm. Nói chung thì anh thấy nó hơi nhỏ xíu, anh giặt ra anh cũng không biết bán giá bao nhiêu nữa, nên chưa có báo cái giá được. Cũng vài chục ngàn thì rẻ hơn cái loại 80 thì cả nhà biết rồi. Đây nữa phải không anh? Rồi, ở đây nữa. Nói chung ba cái này là giặt giá. Dạ. Rồi giờ mình đi quay cái nào nữa, mặt hàng nào nữa. Rồi mình đi qua bên mai tàn ha. Rồi thì cái tới bên nhà vườn mình có bán một cái lô mai mai tàn ha. Thì cái này coi như bán xả ha. Bên nhà vườn bán chỉ có 500.000 đồng một cây thôi. Thì cái hàng này đang nằm chỗ 5 nha cả nhà. Hoành nó dao động cỡ nhiêu anh Bang? Mình khỏi đo mấy hàng này.
18 tới hai mấy á. 18 tới hai mấy nha. Ừ, có cái cây này nó nhỏ nhỏ mà cái bông sao mình thấy nóng lạnh luôn tại. Nó nói chung luôn 500 luôn không? Thì chung đó mà lại. Ừ, thấy cái này nhỏ quá cũng không không có ấy. Đó đó, thì mấy cái hàng bên này các nhà coi tàn bự bự như ảnh đi trước nè, thì cũng hàng 500 thì nó dễ mua quá rồi. Đủ nút đồ bông, cái lô này tính ra bông bự không hết nè. Bông ngon à. Nè, như cả nhà mình thấy trước mắt em á thì tàn chặng này nè thì 500 ngàn cây, nói chung bán này kiểu như bán rút vốn vậy mà. Nè, coi cho anh chị mình thấy nụ nè. Trời ơi. Quá trơn. Bao nhiêu cây nãy nói nhiêu cây? 80 cây. 80 cây mà cho lựa lấy 50 phải không? Đó, cho lựa giặt ra 30 luôn á. Còn cái cuối cùng nữa bán rẻ ghề luôn không? 30 cây còn lại bán rẻ ghề luôn cho người ta tổng. Chứ để lại làm chi? Bán được bán tóc nền cho rẻ ghề luôn. Đó, vậy là cả nhà mình mua 50 cây này đi. 50 cây này thì miếng lựa ra nụ nút ngon lành đó, còn lại 30 cây sau là ảnh bán rẻ ghề luôn á. Bán mà chắc thiếu cái vốn luôn á. Rồi, cho coi như là cái lô bán xả này em quay sơ cho cả nhà mình xem, thì cái gì nhờ anh ban ảnh quay Zalo hay gì kỹ lại cho chúng ta ha. Nói chung thì nụ nút ngon lành hoành từ 18 tới hai mấy á. Ha. Tàn số thì cũng khá là ok luôn. Này đi mua đi bán Tết thì có lời đó. Nụ nút vậy nè, có 500 ngàn cây mà tàn còn dình thôi nha, chứ không phải là tàn lép nha. Có điều cái này thì cái lá thì nó không có được mướt lắm, nhưng mà lúc này còn nhiều coi lá chứ cuối tháng này hoặc đầu tháng tới thì bắt đầu coi nụ không thôi nha các nha. Nụ nút thì cũng khá là ok đó. 500 ngàn cây. Vàng vàng cái bỏ cũng được cái mấy cây. Thì đó đó, mấy cái nào mình không lấy mình giặt ra mà giặt ra được 30 cây luôn mà. Rồi, kế tới là cái hàng bự hơn. Hàng này thì giá nhiêu anh? 1,5 triệu. 1,5 triệu một cây. Anh có đo thử cái hoành tầm nhiêu hơn ta? Cái này chưa có đo chứ cái hoành chứ cũng hai mấy à. Thì hoành để coi. Tại vì quay thường nhìn biết. Mày thí dụ ở này tầm một hoành tầm 20 tới 20 24 nha, có số thì 23 24 á. Có bự hơn nữa. Ừ. Thì mình dao động cái đó này còn bự hơn đâu có nhiêu cây. Nó đều đều vậy đó. Còn lũ nút thì khỏi chê nha. Đây nè, cả nhà coi dạch lên một cái ha. Là nụ nút quá trớn luôn nè. Lô này nhiêu cây anh? Cái lô này là 50 cây. 50 cây. 50 cây, cái loại này là 1,5 triệu cây, đang nằm chỗ 6 nha cả nhà. Thì cái này mình lựa lấy bao nhiêu cây được anh? Có hai lần. Lựa được 40 cây á. 40 cây ha. Cho bỏ 10 cây. Bỏ 10 cây. Đó. Nào ngay hiện bán cũng dễ chịu ha. Mọi năm thì cô chú anh chị cũng có ủng hộ nhà vườn của anh ban rồi ha, em cũng có quay mọi năm đều có quay nhà vườn anh hết. Thì bên trong mình cũng còn, bên trong nhà cũng còn một số hàng nữa phải không anh ban? Dạ, tại em nói chung thì mình quay ảnh để mấy chỗ đó, thì em quay mỗi chỗ thì một đoạn ngắn thôi, cái mình giáp lại cô chú anh chị mình xem nha. Thì chủ yếu là cái kênh em là quay cái giới thiệu nhà vườn thôi, chứ mà cái clip một vườn nhiều quá mình quay tông dọn dẹn trong một clip thì nó không có hết ha, nên em quay mỗi một chỗ là nó ngắn ngắn thôi, mấy vườn lận. Nụ nút ngon lành ha. Thì cái này cái tán cao thì cả nhà mình thấy như anh đứng lên đó thì tầm cỡ này ha, thì cái này nó cao chắc tầm khoảng 2 mét. Dạ, từ mặt chậu á, tính từ mặt chậu thì khoảng 2 mét. Rồi thì chắc em vô kia quay cái lô kia ha cả nhà. Cả nhà mình coi dàn nút này thì ngon lành nè. Dàn nút dàn tàn thì anh nuôi, cả nhà mình thấy để quay ra tổng quát cho cả nhà mình xem ha. Điểm này thì thấy ngon lành nè. Giá thì cũng vừa chơi đó cả nhà. Rồi thì bên khu vườn trong của anh Ban thì có một số hàng cũng lớn hơn ha. Cái loại này thì vừa chỗ 6 vừa chỗ 7 luôn. Là cái giá là 1,8 triệu một cây. Có 45 cây không anh? 45 cây mà cho lựa 40 ha. Đâu anh bước phục vô cho cô chú anh chị mình coi cái tàn cỡ nào coi. Đó, 1,8 triệu một cây. Thì nó bự chẳng vậy nha cả nhà, bự lắm. Thì cũng cao tầm khoảng 2m2 nha cả nhà. 2m ăn lên ạ. Ừ, thì 2m tới 2m2. 2,5m cũng có nhưng mà ít. Nụ đút thì cả nhà mình khỏi chê ha. Dàn nút ngon lành quá. Hàng càng bự càng đẹp ha. Cây hoành. Hoành lâu này chắc cũng từ
từ hai nhỏ nhất là 22 tới 25 nha cả nhà. Từ 22 tới 25. Thì tại vì em đi quay quen rồi cả nhà, mình dòm những cái chặng quanh này thì nó cũng xê xích không nhiều đâu. Thì tới chừng mình mua thì nhờ chú anh Ban ảnh đo thông số kỹ lại cho chúng ta ha. Thì cô chú anh chị còn về tận vườn nữa mà. Nhưng mà nó xê xích không nhiều đâu, nó dao động vậy đó. Nụ nút thì ngon lành ha. 40 cây. Lô này đẹp quá nè. Cái này mà hàng này thì mỗi năm mình mua ở đâu anh Ba? Mua ở Bình Hòa Phước hả? Cái hàng gốc á. Bình Lợi á. Ở Bình Lợi, lộn. Ở Bình Lợi. Cái cũ, mấy cây có cũ hết rồi nha. Thì thông thường á thì những cái hàng mà may đất mà nhà vườn mua ở Bình Lợi về thì cái bông của nó cả nhà. Bông nó thì đa phần bông giảo thôi. Có đế nữa ha. Đa phần bông giảo, nó 8-12 cánh nhiều. 5 cánh thì ít lắm, 6 cánh thì tới lên thì nhiều hơn. Mà đa phần thì 8-12 cánh. Như nãy mình có quay ở những cái lô nhỏ thì nở bông gió nhiều đó. Thì cô chú anh chị mình thấy. Và cái lô mai của anh Ban thì hiện tại đang vô nụ rất là nhiều, rất là đẹp nha cả nhà. Nụ nút thì ngon lành ha. Tới đây hả anh Ban? 1,8 triệu một cây nha cả nhà. Thì đa phần là chậu 7. Thì chỉ có một ít là chậu 6 ha. Chậu 6 chắc ít thôi. Lộn xộn ha. Như mấy này chậu 7 nè ha. Này luôn ha. À bên này luôn. Như cái này thì tầm khoảng 25 hoành. Gốc to nha, gốc nở đế nha cả nhà. Lô này thì nở đế. Thì thông thường đó, một cái lô vậy mà cả nhà mình quay thấy có vài cây nở đế là đa phần cái lô đó là nở đều hết. Nhiều khi nhà vườn mình trong quá trình vô á, cái chôn hơi sâu. Chứ môi đế lên thì đế khá khá không à. Nụ nút thì ngon lành ha. 1,8 triệu một cây. Thì giá tại vườn nha cả nhà. Em coi anh em quay thì đa phần giá tại vườn ít có ship lẻ ha. Còn cái vấn đề mà ship đồ này nọ thì bên nhà vườn mình hỗ trợ lên xe, đem ra xe ha. Còn còn vấn đề giá cả thì cả nhà mình thương lượng với nhà vườn. Có số điện thoại thì cả nhà mình cứ alo trực tiếp ha. Ví dụ như cái số điện thoại em để dưới phần tiêu đề, ví dụ mai vàng chơi Tết phần máy, thì ở kế chữ phần máy nó sẽ có số điện thoại của nhà vườn. Còn đối đế nữa, điện nhà vườn không được thì liên hệ trực tiếp chỗ em sẽ tìm cái cách liên hệ nhà vườn ha. Tại nhiều khi trong cái lúc quay mà mấy cái ngày đầu tiên em đăng lên thì người ta điện nhiều, nên cả nhà mình điện nhiều khi không được á, cái hay điện cho em. Khi điện bị kẹt mạng, kẹt máy á. Nụ nút thì ngon lành ha. Vừa mình nuôi nút đặc quá. Nút dày nè, Tết lặt ra mới ngon. Rồi cái bắt đầu cái cọng nhánh nhỏ này nó cũng mập nữa nè. Thì nếu như mà cái cành nó mập á, thì một cái nụ nó sẽ cho lên khoảng 5-7 cái bông. 7 cái bông mà miếng cái bông nó bự nữa. Tại cái cành nó mập nè. Cả nhà coi những chốt cành này nó anh nuôi mập lắm. Với cái này chắc mới bấm đọt ha anh Ban. Mới cắt thì chắc trong vài bữa nữa thì những cái nụ này nó thúc lên bự lắm nha cả nhà. Thì lúc này thúc nụ lên, nó có nụ như vậy là vừa hết nè. Còn nhầm vườn thì nụ còn hơi nhỏ thì nhiều cô chú anh chị mua cũng hơi ngán ha. Lại cái giai đoạn gần đây thì rất là nhiều anh em mua cây để đi dùng Tây Nguyên đặng đem ngoại cho nó thuận cái thời tiết á nha cả nhà, thuận thời tiết lặt lá cho nó ngon. Còn mình ở trong này đem ra thì tới lối đó đem ra tới ngoại thì nhiều khi những cái lên chân xanh nó bầm dập á, nó không ngon. Thì cái hướng giờ nhiều anh em đem ra ngoại đặng lặt lá ở ngoại lạnh đó cả nhà, thời tiết lạnh nên phải đem ra rồi cho nó thuận rồi lặt sớm. Thì đa phần ta lựa những cái nụ nó to to như thế này nè. Ở ngoài lạnh phải không anh Ban? Ở ngoài lạnh lắm mà. Tới mùa đông là lạnh lắm ha. Tại anh cũng ở Đắk Lắk vô mà. Đắk Lắk vô đây lập nghiệp. Đắk Lắk vô nuôi mai đẹp quá. Ở ngoài cây mai trồng được không anh Ban? Được chứ. Được ha. Nó cũng nở. Không phải tưới à, tự thường xuyên à.
Hả? Con phải tưới thường xuyên à. À rồi rồi rồi, nó nở bông đồ này nọ ngon như ấy không? Thì nó nở mà canh canh mùa lạnh mình lại sớm hơn đâu. Lạc sớm hơn đây. Sớm hơn đây nhiều. Dạ. Đó thì giờ cũng thấy nhiều anh em ta mua về ngoài đó. Thì cái lô hồi nãy cái lô mà 1,5 triệu nha cả nhà, lô 1,5 triệu thì có chung với ở đây luôn nè. Đang phải không anh em ta? Nè cả nhà mình coi, để em quay cái hàng 1,5 triệu nãy, tại ở ngoài thì ít. Nhưng ở đây coi thì cũng còn số nhiều nè. Ồ những mấy gốc này lên tới 26 luôn. 25 26 nhiều, trong này gốc bự ha. Cái này bự dưới ta. Thì tại vì ở chỗ của tụi em đây thì đa phần ai cũng vậy, đất chật người đông, nên chỗ nào mà người ta có đất trống thì thuê tùm lum hết trơn à, để ngoài thuê chứ hả anh ta. Chứ ngoài đó giờ mua đất mua gì nổi. Mua đất cái bán mấy con đất đây mua ra ngoài mua không được cái nền. Nụ nút nè cả nhà, cái loại này thì 1,5 triệu nè. Ôi ôi nhưng cái chột ảnh nuôi mập đã quá rồi đã. Dạ. Chút xíu nữa chợ mai cho anh xấu đào cái chút chiều được không đó. Rồi thì em xin nhắc lại cái vườn mai của anh Bang là thì bên nhà vườn mình còn một cái lô lớn hơn nha cả nhà. Hồi nãy em nãy mấy anh em quên quay thì cái hàng 2,5 triệu thì nó đẹp hơn, nó bự hơn này nhiều lắm. Thì có gì cái lô đó thì nhờ chỗ anh Bang quay cho cả nhà mình xem nha. Khoảng 20 cây ha anh. Khoảng 20 cây à. Thì cái lô đó nó to, nó đẹp. Hàng tiễn của cái lô này nè, nói chung là lô này rút ra 20 cây đó. Thì coi chú anh chị mình cứ thích đó thì có nhu cầu thì liên hệ chỗ anh Bang ha. Thì em cũng xin nhắc lại một lần nữa thì cái bên nhà vườn mình có những mặt hàng là mai ghép thì có loại 80 với lại 120 ha. 80.000 một cây với 120 một cây. Còn mai nguyên thủy này thì có loại là 500, 1,5 triệu và 1,8 triệu là cái hàng trước mắt em nè. Hàng 1,8 triệu này thì khỏi chê rồi. Cả nhà coi cái tàn nè. Nó quá là đẹp luôn ha. Thì cả nhà mình thí dụ như có mà cái nhu cầu mà bán Tết á, thì đây là một trong những cái nhà vườn mà cũng rất là đáng để chúng ta quan tâm ha. Tại cái này nó đẹp đều hết nha. Thì giá này giá kiểu như giá tận vườn, anh không phải mua đi bán lại, nhà vườn làm ra luôn. Nên cái giá cũng rất là dễ chịu và cũng rất là dễ mua bán ha. Thí dụ như hỗ trợ lên xe rồi này nọ. Cứ cả nhà mình cứ cái nhu cầu sao thì cứ liên hệ nhà vườn. Nụ nút thì rất là đẹp ha. Rồi này thí dụ như mình có cho gửi không anh Bang? Cho gửi luôn ha. Ví dụ như cái thời gian bao lâu thì thỏa thuận. Và ví dụ như có tới mà lối lặt lá luôn thì cái đó mình phải hỗ trợ nhà vườn rồi. Tại đây tới đó cũng còn phân còn thuốc ha. Rồi thêm cái nữa thì cũng miếng có lặt lá thì cũng là cũng nhân công. Một cây này chứ một người lặt ngày đâu có nhiêu cây đâu hả anh Bằng. Không có nhiêu cây mà tội ơi, thôi nói gì lặt lá này thôi, để em mình đi mình cút đất làm gì đi chứ mình đàn ông mình ngồi lặt lá ngán dữ lắm ngán. Đó thì nói chung cái nội dung như đó thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp chỗ nhà vườn ha. Chắc em cũng xin kết thúc cái clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.